Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Yaris Cross nhé. Dòng xe crossover gầm cao 5 chỗ, cực kỳ ăn khách của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 11 của năm 2023, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Yaris Cross này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu này sẽ có thể nắm được. Dòng xe Yaris Cross sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn. Nó bao gồm Yaris Cross phiên bản máy xăng và phiên bản máy xăng lai điện anh em nhé. Vậy thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Yaris Cross phiên bản máy xăng. Bản này thì đang có mức giá là 730 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em lên đến 75 triệu. Tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt và một bộ thảm trải sàn. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 755 triệu, trả góp thì đang là 207 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 740 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 722 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại cái bản Cross máy xăng này thì bên em đang sẵn xe, một xe màu trắng, một xe màu vàng cát và một xe màu đen để có thể giao ngay cho anh em. Còn các màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ vào khoảng giữa tháng 11 sẽ có xe để giao anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Yaris Cross HEV phiên bản xăng lai điện. Bản này đang có mức giá là 838 triệu. Hiện tại mức ưu đãi của cái phiên bản này đang được giảm gần 100% lệ phí trước bạ anh em ạ, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 866 triệu, trả góp thì đang là 234 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 849 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 831 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng Yaris Cross ở cái thời điểm đầu tháng 11 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Cũng như là sẽ gửi tới anh em những cái chính sách giá bán cạnh tranh nhất anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.